Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang của em giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn giống bông trang hường cánh kép, một màu hường hường rất là đẹp, với lại là cái cánh hoa ảnh cũng lạ lạ. Cô chú anh chị nào chưa có cái giống bông trang hường cánh kép này thì sưu tầm một vài cây về mình cho đủ giống nha cô chú anh chị. Đây cái bông ảnh đẹp đó, ảnh đỏ đỏ hường hường cho nên gọi là hường, mà cái cánh ảnh chồng lên nhau á thành ra là hường cánh kép đó cô chú anh chị nhìn thấy kỹ. Bên em á thì những cây này là cây giống nha, còn cây lớn hơn thì hiện tại là cây chưa có cây lớn nha cô chú anh chị. Đó cái bông rất là đẹp, cái cánh ảnh chồng lên á bởi vì gọi là hường cánh kép. Rồi cô chú anh chị nào đặt hàng á thì alo cho em có để số điện thoại ở trên màn hình là 0911 643 600. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Mến chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe và luôn thành công. Đặt hàng mua bông trang á, thì cứ alo cho em hoặc là kết bạn Zalo với shop em. Số điện thoại là 0911 643 600. Mến chào cô chú anh chị ạ.